Và chúng ta sẽ bước sang bước thứ ba, đó là mặt nạ tế bào gốc của thương hiệu Yopi 365. Một điều bất ngờ rất là lớn khi các bạn đắp chiếc mặt nạ vào da mặt của mình thì bạn sẽ cảm nhận được ngay sự căng bóng, sự trẻ trung ngay tức thì. Khi mà cầm chiếc hộp mặt nạ tế bào gốc này lên thì Đan Trường cảm thấy rất là sang trọng. Và có ba cái chữ chức năng trong đây làm cho Đan Trường rất là thích. Đó là Brightening nè, là sáng da, trắng da nè. Filming nè, là nghĩa là săn chắc da. Moisturize nghĩa là cung cấp độ ẩm cho da. Ba chức năng này sẽ giúp cho da chúng ta hoàn hảo. Đan Trường xin phép được hướng dẫn nhanh cho các bạn nhé. Chúng ta sẽ đắp mặt nạ này 2 lần trong một tuần. Chúng ta sẽ bao ra đắp chiếc mặt nạ này giữ khoảng 20 phút. Trong lúc chờ 20 phút thì các bạn có thể tận dụng những tinh chất còn sót lại trong bao mặt nạ này, đắp lên cổ, đắp lên tay và chờ đợi 20 phút thôi. Sau 20 phút các bạn bỏ chiếc mặt nạ ra thì rất là bất ngờ, da của các bạn sáng, căng bóng, xóa tan mọi nếp nhăn và da bật tông lên hẳn 1-2 tông luôn. Đó là điều bất ngờ lớn nhất của Đan Trường khi sử dụng sản phẩm đắp chiếc mặt nạ tế bào gốc này của thương hiệu Yopi 365. Với sản phẩm mặt nạ tế bào gốc của thương hiệu Yopi 365 này, chất lượng cao mà giá là rất mềm nha thưa quý vị.